Chương 111, tế bào ung thư đã di căn, người đuổi bắt ngôi sao, cô định đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, Lục Thanh Thanh nhanh chóng duỗi một chân qua khe cửa, có chút ngượng ngùng. Tôi không phải cố ý quấy rầy cô, tôi đến tìm Dương Tâm, xin hỏi cô có quan hệ gì với cô ấy? Cô gái nhỏ chưa kịp nói thì giọng nói hơi kinh ngạc của Lục Minh đã vang lên sau lưng cô. Cô à, sao cô lại ở đây? Cô, vẻ mặt của Dương Tùy Ý đột nhiên trở nên hung ác. Có phải chính trò chơi đùa quá trớn này đã vứt tâm ý của mẹ nói cho chó ăn không? Hóa ra cô là cô ba nhà họ Lục, thật sự là khách quý hiếm có. Thật đáng tiếc là nhà tôi không tiếp đón cô. Xin cô quay đầu lại, đi cho, không tiễn. Ngay khi giọng nói của cô ấy rơi xuống, giọng nói của Dương Tùy Ý cũng theo đó mà vang lên. Đi đâu, người của nhà họ Lục tới thì nên tiếp đón cẩn thận chu đáo. Nhị cáp tử đi lên liếm cô ấy đi. Lục Thanh Thanh nheo mắt nhìn ba vật nhỏ trước mặt, và một màu sắc kỳ lạ xẹt qua mắt cô, với hàng lông mày lạnh lùng đồng nhất. Tại sao cô lại nhìn thấy bóng dáng của anh cả trên gương mặt của ba người này cùng một lúc? Gâu gâu gâu, một tiếng chó sủa kéo lại những suy nghĩ thất thường của cô. Cô lắc đầu dữ dội, bác bỏ ý tưởng táo bạo và khủng khiếp. Hai đứa còn lại là con của anh hai, chúng nó lớn lên giống bác là chuyện bình thường thôi. Tôi đến đây để xin lỗi Dương Tâm. Các người đừng thả chó cắn tôi. Dương Tùy Ý hơi nheo mắt, xua tay ngăn cản nhị cáp tử đang nhìn về phía cô, cau mày hỏi, có chắc chắn là tới đây xin lỗi mà không phải đến để gây chuyện không? Tốt hơn hết cô đừng lừa tôi, nếu không, tôi sẽ để cho nhị cáp tử cắn chết cô. Cháu bảo mẹ cháu đi ra đây đi, tôi muốn xin lỗi trước mặt mẹ cháu. Tùy Tâm, đi gọi mẹ đi. Vâng, được ạ. Một lúc sau, Dương Tâm đeo khẩu trang bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy người đứng ở cửa, cô nhướng mày chế nhạo, thì ra là cô ba nhà họ Lục Thanh Lịch và Thánh Thiện đến thăm. Xin lỗi, chỗ ở của tôi quá tồi tàn không chứa nổi Phật lớn như các cô. Quay người đi ra ngoài, đi cẩn thận không tiễn. Lục Thanh Thanh mím môi, sau khi đứng yên vài giây, cô đột nhiên quỳ xuống, ba đứa nhỏ giật mình, vội vàng né tránh. Dù sao cũng có thể nói nàng cũng là trưởng bối, nhận không nổi cái lệ này, ngạc nhiên đứng như trời trồng. Trong mắt Dương Tâm hiện lên một tia kinh ngạc, cô không ngờ rằng vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, cao quý này lại quỳ gối trước cô, thực sự quỳ, cô đang làm gì đấy? Lục Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, tôi sai rồi, không nên nuôi tâm địa xấu xa đối xử với cô, anh trai tôi nói cô là người đã thiết kế bộ lễ phục cho tôi, nhưng tôi lại bị người khác xúi dục mà gây sự với cô, dám làm dám chịu, tôi đã làm chuyện sai thì nên quỳ gối nhận lỗi. Dương Tâm nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ bướng bỉnh của cô, trong lòng không khỏi thở dài. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cô ấy không còn là cô gái hời hợt và thiếu hiểu biết ngày trước. Tại sao phải so đo với một cô gái nhỏ tuổi như vậy? Đứng dậy đi, những lời tôi nói với mẹ cô chỉ là lúc tức giận. Tác phẩm nghệ thuật đó vốn là chuẩn bị cho cô. Nếu cô không dùng, cũng sẽ biến thành một đống giấy vụn. Thật sao? Lục Thanh Thanh nhìn cô có chút vui mừng. Vậy cô có tha thứ cho tôi không? Dương Tâm bước lên phía trước, vươn tay đỡ lấy cô, khẽ nói, tôi và cô không có ân oán gì, tôi tại sao phải hận cô? Bản thiết kế kia đang ở trong tay của mẹ cô nên xem làm thế nào. Không phải tôi không đồng ý cho cô quyền sử dụng, mà cô nên xem xét mẹ cô có đồng ý cho cô mặc bộ lễ phục đấy không? Lục Thanh Thanh giật mình, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, càng hiểu rõ hơn về cô ấy, hiểu rõ ý tứ của cô ấy. Mẹ tôi trong suốt cuộc đời của mình là người phụ nữ mạnh mẽ và sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai vượt qua mình. Có lẽ bà ấy không nhìn ra ưu điểm của cô nên đã từ chối cô theo cách này, chờ đợi cô kết hôn với anh hai của tôi. Nếu cô ba không có việc gì khác để nói thì xin mời trở về, hiện tại đã muộn, đi đường không an toàn. Lục Thanh Thanh nhìn cô chằm chằm một lúc, dường như hiểu ra vài điều, mỉm cười, tôi tin rồi, tôi tin cô không phải loại phụ nữ hám tiền. Và tôi tin rằng cô sẽ không làm giả xét nghiệm quan hệ cha con để lừa gạt bố mẹ tôi. Nếu vừa rồi quỳ xuống chỉ có 3 điểm thành tâm, thì hiện tại tôi thành khẩn nói cho cô biết trước kia là tôi sai lầm. Tôi hiểu lầm cô. Biệt thự Lục Gia trong phòng khách, một tiếng nói nghiêm nghị vang lên khắp không gian rộng lớn. Hồ đồ, cô gái đó đã sinh ra một cặp trai và gái cho tên tiểu tử kia. Làm sao mọi người có thể làm ngơ xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Người vừa lên tiếng là ông cụ Trần. Trên gương mặt nhăn lại tràn đầy tức giận, ông quan sát được cô gái ấy là người tốt, nếu Trần Tuấn và Gia Bách đều không lấy được cô ấy, vậy ông phải ép thằng nhãi Gia Tân này lấy cô ấy thôi.
sắc mặt bà Lục vô cùng xấu, đã hơn nửa tiếng đồng hồ hùng hồn thuyết phục ông lão, nhưng ông lão ngoan cố đến mức không nghe được một lời. Bố, thằng Tân nó là cháu của bố, sao bố có thể đẩy nó vào hố lửa, người phụ nữ đó cư xử tệ bạc và không xứng với con trai của con, bố đã thấy nghiệp chướng xấu xa mà cô ta gây ra chưa, đến con còn không dám động vào nó, huống hồ thằng nhóc này, không xứng đáng là con cháu của nhà họ Lục. Ông cụ Trần dùng gậy đập xuống đất 3 lần, tức giận nói, kiến thức nông cạn, kiến thức quá nông cạn, hổ thẹn cho cô đã là bà chủ của nhà họ Lục 30 năm rồi, vậy mà nhìn người không bằng thằng Tuấn, thất bại, thật là thất bại, đi gọi cho Lục Quốc Đống bảo nó cút về đây, lão già này muốn nói chuyện với nó. Một sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của bà Lục, bị bố mình khiển trách trước bao nhiêu con cháu trong nhà vì sự nông nổi, thiếu hiểu biết, bà nên cắm mặt vào đâu bây giờ. Bố, đừng quên bố chỉ có con là con ruột của bố, về phần nhà họ Lục, con sợ rằng không thể nhúng tay vào. Hôm nay, con liền nói ở đây, dù là thằng Tuấn hay Gia Bách, Gia Tân, đều không được phép cưới người phụ nữ kia về nhà, nếu để cô ta bước chân vào cửa nhà họ Trần hoặc nhà họ Lục, không bằng để con chết đi. Cô, ông cụ thở không ra hơi, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ông ngoại, ông không sao chứ? Lục Gia Bách nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt ông cụ, vừa vỗ lưng ông vừa nói, đừng kích động, đừng nổi nóng, mày, con mẹ mày, mày, đại nghịch bất đạo. Nói xong, ông liền trợn tròn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ông ngoại, bố, bên ngoài phòng phẫu thuật, một đám đông đang tụ họp ở cửa, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Triệu An bước ra khỏi đó. Lục Gia Bách vội vàng chào hỏi, lo lắng hỏi, tình huống của ông cụ thế nào rồi? Triệu An đưa tay xoa xoa lông mày, mệt mỏi nói, khối u ở sau đầu ông cụ đã di căn, tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ngày càng nặng, cuối cùng hình thành ung thư não. Ngay sau khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều thay đổi biểu cảm. Ông Trần vội vàng bước tới, vươn tay nắm lấy cánh tay Triệu An, chúng tôi đang sử dụng loại thuốc chống ung thư tiên tiến nhất thế giới để ngăn chặn sự lây lan của các khối u, tại sao nó lại trở nên tồi tệ hơn? Chương 112, Thiên tài y học, vô danh. 2 năm trước, ông cụ được chẩn đoán có khối u trong não khi đi khám sức khỏe định kỳ. Vị trí phát triển của khối u này rất ngang ngược, nó trực tiếp xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương của ông cụ. Khi đó, gia đình họ Lục và họ Trần đã thuê một số chuyên gia hàng đầu quốc tế về não bộ để thảo luận và nghiên cứu tình trạng của ông cụ trong 3 ngày. Cuối cùng, một số giáo sư có thẩm quyền đã đồng ý rằng chỉ nên áp dụng phương pháp điều trị giữ lại khối u và không nên phẫu thuật cắt bỏ. Còn chưa kể ông cụ còn có thể chịu được hàng loạt biến chứng sau phẫu thuật không? Chỉ riêng về độ khó của ca mổ này, xét toàn diện thì ít người dám đảm nhận. Khối u phát triển trên hệ thống thần kinh trung ương, một khi phẫu thuật mở sọ, chỉ cần có một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật, sẽ giết chết ông cụ. Triệu An khẽ thở dài, nhằn nhạt nói, ông cụ Trần mấy năm nay đều dùng thuốc chống ung thư, tưởng có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư, nhưng sự thật chứng minh là nó hóa ra lại là khối u ác tính và nó sẽ chuyển biến xấu sớm hay muộn. Chuyện đến nước này, chúng ta đừng có ôm bất kỳ hy vọng nào. Ông Trần thân thể run lên kịch liệt, sau đó không tự chủ được lùi về phía sau. Thấy vậy, Trần Tuấn nhanh chóng đưa tay ra đỡ, nhẹ nhõm nói, ông nội vẫn chưa chạm đến tình huống xấu nhất, cho nên bố hãy giữ vững tinh thần. Vẫn còn rất nhiều việc cần bố xử lý, ngàn vạn lần đừng lo lắng quá mà sinh bệnh. Lục Gia Bách cau mày nhìn Triệu An, trầm giọng nói, nếu như anh đã thấy khối u bắt đầu biến xấu thành ung thư, thì có lẽ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, nói thử đi xem như thế nào. Triệu An không khỏi bật cười và bất lực nói, anh biết đấy, tôi không có tham gia sâu vào lĩnh vực não bộ, tôi không thể tự mình thực hiện loại phẫu thuật cắt bỏ khối u não với độ chính xác và rủi ro cao này. Cho dù có thể làm được, anh ta cũng không dám động dao. Trong trường hợp của ông cụ, tỷ lệ thành công của ca mổ chỉ khoảng 20%. Một khi nó không thành công, không ai có thể chịu trách nhiệm được. Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn anh, gằn từng chữ nói, nếu như anh không cầm dao, trên đời này thực sự không ai dám cầm dao mổ hết. Anh muốn chúng tôi nhìn bệnh tình của ông cụ chuyển biến xấu đi, rồi chết trên giường bệnh sao? Xin lỗi, Triệu An khẽ gật đầu, nói thẳng. Tôi thật sự không làm được gì, nhưng nếu chắc chắn 100% là tôi sẽ không trì hoãn, nhưng tôi chưa từng làm loại phẫu thuật như thế này bao giờ, nên tôi không dám làm, không dám lấy mạng sống của ông cụ ra đùa giỡn.
nếu như không phẫu thuật ông cụ có thể sống được 2 năm nữa, nếu tôi ra tay, thì tỷ lệ sống sót không đến 1-2 phần, sau khi phẫu thuật liền biến thành một xác chết. Lục Gia Bách đưa tay ra xoa lông mày, một vẻ ảm đạm hiện rõ trên khuôn mặt anh biết Triệu An không giỏi về lĩnh vực não bộ, biết chưa từng mổ sọ não, đương nhiên anh sẽ không ép anh ta đùa với mạng sống của ông ngoại, thật sự chỉ có thể tiếp tục giữ khối u này, nhìn ông cụ bị tế bào ung thư ăn dần ăn mòn. Triệu An im lặng một lúc và cố gắng nói, có thể có người có thể thực hiện loại phẫu thuật não chính xác và rủi ro cao này, nhưng tung tích của cô ấy là bí mật, và chúng ta không thể tìm thấy cô ấy, là ai, thiên tài y học, vô danh. Lục Gia Bách hơi cau mày kiếm lại, nhếch môi mỏng, vô danh, cái tên này hình như đã từng nghe ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra được. Tôi biết, Trần Tuấn tiến lên, ôn hòa nói, nghe nói 3 năm trước, vợ của vua Ai Cập cũng có một khối u trong não, ngay khi chẩn đoán đã nhận định đó là khối u ác tính, vào thời điểm đó, hoàng gia Ai Cập đã tìm kiếm tất cả các chuyên gia có trình độ quốc tế, nhưng cuối cùng không ai dám thực hiện ca phẫu thuật khó khăn này cho nhà vua cả. Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn Triệu An nói, về sau Lê Vãn con gái đầu của một nhà có truyền thống làm về y học, đến cung điện Ai Cập, 1 tháng sau, vua Ai Cập đã khỏi bệnh một cách thần kỳ. Cho nên thế giới bên ngoài đều tưởng rằng là Lê Vãn đã tiến hành phẫu thuật cho nhà vua, nhưng 1 năm trước tôi có gặp mặt cô ấy nói không phải cô ấy. Lục Gia Bách hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. 3 năm trước, anh biết kết quả chẩn đoán khối u ác tính trong não của vua Ai Cập, sau đó, người ta đồn rằng Lê Vãn đã tiến hành phẫu thuật cắt khối u cho ông. Khi ông cụ bị bệnh cách đây 2 năm, anh đã liên lạc với Lê Vãn, mong cô trở về nước và phẫu thuật cho ông cụ, nhưng Lê Vãn phủ nhận, nói rằng cô không phải là người đã cứu vua Ai Cập. Anh cũng hỏi người này là ai, nhưng Lê Vãn không tiết lộ, chỉ biết rằng người này tự xưng là vô danh. Hóa ra kẻ vô danh này chính là người đã cứu vua Ai Cập 3 năm trước. Anh có thể liên lạc với người phụ nữ tên vô danh này không? Trần Tuấn lắc đầu, lúc đó Lê Vãn không có tiết lộ nhiều với anh, nhưng anh chắc chắn cô ấy biết vô danh, hơn nữa cũng biết rõ nàng. Nếu không hoàng gia Ai Cập sẽ không đồng ý để một người phụ nữ lạ mặt phẫu thuật cho nhà vua. Anh đoán Lê Vãn đã giới thiệu vô danh với hoàng gia Ai Cập. Lục Gia Bách chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta nói khẽ, tôi sẽ đến nhà họ Lê thăm ông Lê, xem ông ấy có nhớ những giao tình ngày xưa không. Tiện thể mời cháu gái của ông ấy đến Hải Thành một chuyến. Nếu Lê Vãn có thể thực hiện loại phẫu thuật mở sọ này thì càng tốt. Nếu không thể, thì bắt buộc phải tìm cách cậy miệng cô ấy ra và lấy tất cả thông tin của người phụ nữ tên vô danh này từ miệng cô ấy, cũng được, cho dù dùng hết nhân lực cũng phải tìm được vô danh, cô ấy cứu được vua Ai Cập, nhất định sẽ cứu được ông nội. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng ngủ, Dương Tâm đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại, anh có chắc là để tôi ở lại trụ sở của Lục Thị không? Lê Trường, có phải Lục Gia Bách đã gây áp lực với anh không? Có tiếng cười trầm thấp dày đặc từ trong micro truyền đến, giống như dòng nước chảy róc rách trong núi, sưởi ấm lòng người. Cô nghĩ nhiều quá rồi, giám đốc Lục một tay bồi dưỡng tôi 5 năm, tốn không biết bao nhiêu công sức, chỉ cần tôi không làm chuyện phản bội giám đốc Lục, anh ấy cũng sẽ không động đến tôi, dù cho tôi có cố tình làm hỏng chuyện ở khu vực châu Úc, anh ấy cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua mà thôi. Dương Tâm khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, vậy thì tại sao anh lại đồng ý với giấy nhận chức mà anh ấy công bố? Tại sao lại muốn tôi ở lại trụ sở? Anh nên biết rằng, quan hệ xã giao của tôi là ở Úc. Nếu bây giờ tôi ở lại Hải Thành, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Không, Lê Trường cười nhẹ. Trong tiếng cười có chút bí ẩn, có người sẽ phá bỏ chướng ngại cho cô. Sẽ có người bảo vệ cô toàn diện. Tâm Tâm, cô là nhân tài hiếm có khó gặp. Chỉ có ở tại trụ sở chính của Lục Thị mới có thể có không gian tốt hơn để phát triển và có tầm nhìn rộng hơn. Dương Tâm bất lực thở dài. Quên đi, giấy nhận chức đều đã công bố xuống dưới, tôi lúc trước đã nhìn thấu con người của Lục Gia Bách, nói cái gì mà chỉ cần tôi đồng ý làm người thiết kế cho tổng bộ Lục Thị, tôi liền không có ý kiến gì, bây giờ đã thế rồi, tôi cũng không thể phá bỏ lời hứa, vậy thì đừng phá vỡ hợp đồng, bồi dưỡng tốt cho sự phát triển của Lục Thị, tôi rất có niềm tin về cô, vợ của chủ tịch có thể không đảm đương nổi, nhưng cô có thể là vợ của phó chủ tịch, biệt thự nhà họ Lục. Ông cụ Trần tỉnh dậy sau khi truyền nước 2 lần, Lục Thanh Thanh nói một vài lời với ông, và sau đó kéo bà Lục ra khỏi phòng. Trên hành lang, Lục Thanh Thanh nấn ná hồi lâu,
mới thận trọng hỏi, mẹ, mẹ có thể trả lại cho con tác phẩm nghệ thuật do Dương Tâm thiết kế không? Chương 113, nhìn người đàn ông đó đến thất thần, ba Lục nhướng mắt lên và nhìn chằm chằm vào cô một cách mãnh liệt, ý con là gì? Con định sử dụng tác phẩm nghệ thuật của cô ấy để làm trang phục cho lễ trưởng thành sao? Mẹ nói cho con biết, điều đó là không thể, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con mặc đồ do con nhỏ đó thiết kế, quá mất thể diện, quá sỉ nhục. Lục Thanh Thanh cũng điêu ngoa và bướng bỉnh, làm gì có chuyện cô ấy có thể kính trọng mẹ mình giống như hai anh trai của mình. Sau khi nghe bà Lục từ chối mạnh mẽ, cô ấy càu nhàu hai tiếng và nói, bộ quần áo được thiết kế cho con và con mặc chúng trên người của con, tại sao nó lại làm mất mặt mẹ, con không quan tâm, con vẫn muốn mặc nó, nếu không con sẽ không làm lễ trưởng thành gì hết, nếu sau này con có hối tiếc, tất cả cũng là tại mẹ. Bà Lục nghe thấy vô cùng tức giận, hiện tại bà ấy không muốn nghe bất cứ điều gì về Dương Tâm, nhưng đứa con gái ngoan ngoãn của mình vì người phụ nữ kia mà cãi nhau với mình, làm sao mà bà không tức giận cho được. Con, ngược lại còn dám làm trái lời ta, bao năm nay cho con đi học lễ nghi có phải đều vứt cho chó ăn rồi không? Lục Thanh Thanh ậm ừ thêm vài câu, lẩm bẩm nói, mẹ cách đây không lâu không phải cũng cãi nhau với ông ngoại sao, còn làm cho ông tức giận đến mức ngất xỉu, lẽ nào lễ nghi của mẹ cũng vứt cho chó ăn rồi sao? Ba Lục cố chịu đựng, cuối cùng cũng không kìm được nữa, bà ôm lấy cánh tay của mình và hét lên, tôi nhắc lại, cô không được phép sử dụng trang phục do người phụ nữ đó thiết kế để đi tham gia lễ đón tuổi trưởng thành. Nếu cô còn coi tôi là mẹ, thì đừng có cãi lời tôi, cũng đừng ở trước mặt tôi nhắc đến bất cứ việc gì có liên quan đến Dương Tâm kia nữa. Lục Thanh Thanh mím miệng kêu một tiếng, mẹ ơi, con đã quỳ xuống trước mặt Dương Tâm, mới có thể dễ dàng lấy được quyền sử dụng thiết kế đó. Mẹ đừng mà, cái gì? Ba Lục đột nhiên nói, cắt ngang lời nói còn dang dở của cô, nhìn cô với vẻ mặt không tin, tức giận nói, đối với tác phẩm nghệ thuật rác rưởi kia, cô thực sự đã quỳ gối trước người phụ nữ đó. Lục Thanh Thanh, cô là thiên kim tiểu thư thứ ba của nhà họ Lục, là cành vàng lá ngọc, làm sao không có thể diện, nói một câu liền quỳ gối xuống trước mặt con đàn bà rác rưởi đó được. Nói xong, bà chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ và hét lên, hiện tại mày mau cút đến từ đường tổ tiên rồi quỳ xuống, không có sự cho phép của tao, không được đứng dậy, nghe rõ chưa? Lục Thanh Thanh chớp chớp mắt, cố nén nước mắt, cố chấp nhìn chằm chằm mẹ cô hồi lâu, sau đó vén váy, xoay người lao ra khỏi phòng bệnh. Ba Lục nhìn con gái khóc và chạy ra ngoài, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, tất cả đều tại Dương Tâm, đều tại người đàn bà đó, nó khiến Trần Lục hai nhà gà bay chó chạy. Dương Tâm, Dương Tâm, một ngày nào đó, bà sẽ đạp cổ cô ta ra khỏi Hải Thành, nhất định. Sáng sớm hôm sau, Dương Tâm người đã đóng cửa ở nhà 4 ngày, rốt cuộc cũng rời đi. Cô ấy xuất hiện trong trụ sở của Lục Thị với một tư thế ngẩng cao đầu, bên trong sảnh văn phòng tầng 1. Khi Dương Tâm bước vào, cô phát hiện ánh mắt của những nhân viên xung quanh cô đã thay đổi. Xin chào giám đốc thiết kế, chào Huyền Sương, chào giám đốc thiết kế, chào Huyền Sương. Dương Tâm mỉm cười, không quan tâm, đi thẳng đến cửa thang máy. Có lẽ là giờ cao điểm đi làm nên 8 cái thang máy đều chật ních người. Cô quét mắt nhìn thang máy dành cho nhân viên, rồi lại nhìn thang máy dành cho cấp trên. Có tương đối ít người xếp hàng hơn. Cô ấy bây giờ là nhà thiết kế chính của trụ sở chính, có thể được coi là nhân viên cao cấp đúng không? Ngay khi cô đi đến ranh giới của thang máy dành cho nhân viên cấp cao, một loạt tiếng cười chế nhạo đột nhiên vang lên sau lưng cô. Con người phải có liêm sỉ, cô còn chưa nhận được giấy nhậm chức của giám đốc Lục, chỗ nào được coi là nhân viên cấp cao, làm sao, có người chống lương rồi, không còn cần thể diện nữa sao? Tiếng chó sủa rất quen thuộc, ngay từ khi cô ta nói chữ đầu tiên, Dương Tâm đã nghe ra rồi. Đỗ Như Linh, không ngờ rằng, nghĩ đến những việc tày đình như vậy, người phụ nữ này vẫn không học cách từ bỏ. Lỗ Anh nhận tên đệ tử như thế này, có lẽ cũng là bất đắc dĩ, nghe nói gia đình cô Đỗ khá nổi tiếng và danh giá ở châu Âu, người thì đẹp, gia thế cũng tốt, giống như bình hoa di động, chỉ để ngắm không để dùng. Ngay cả khi đã được Lỗ Anh dạy dỗ trong vài năm, cũng vẫn không học hỏi được một tí gì. Cô chậm rãi xoay người lại, cười với Đỗ Như Linh, nhướng mày nói, thì ra là cháu gái, lần trước cô quát tôi còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho cô, lần này cô nếu như là muốn quát tôi một tiếng, tôi hứa sẽ chuẩn bị cho cô một món quà lớn.
Một tiếng cháu G-A-I-D-A khiến khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Như Linh méo mó. Cháu gái, cô vậy mà lại gọi người phụ nữ kia là cô, dựa vào cái gì, ai là cháu gái của cô, Dương Tâm, cô đừng có không biết xấu hổ, mặt dày giống như cái bị thịt đấy. Dương Tâm cười cười, giả vờ thở dài, không phải là cháu gái của tôi sao, xem ra cô đã bị Lỗ Anh đuổi khỏi sư môn rồi, thật đáng tiếc, cô. Đỗ Như Linh không chịu nổi sự khiêu khích và trêu chọc của cô ấy, lập tức bùng nổ, sải bước về phía trước sẵn sàng xé xác cô. Cô muốn xé xác cô ta, nhưng Dương Tâm không có hứng thú chơi đùa với cô, giống như con gà yếu ớt vậy, một câu không vừa ý là lại lồng lộn lên, cho dù có thắng cũng không cảm thấy vui. Nếu cô không muốn bị tôi tát ở nơi công cộng thì hãy tránh ra, nếu không, tôi không ngại thay mặt cô dạy cho cô một bài học, trước đây tôi đã đánh cô. Có lẽ cô có thể đến đồn cảnh sát mà nói tôi cố ý làm tổn thương người khác, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ, nếu tôi đánh cô, đó hoàn toàn là để người lớn tuổi dạy dỗ con trẻ, và đồn cảnh sát không đủ tư cách để can thiệp, đại khái là cô chỉ bị đánh cho rơi răng cháy máu lợi thôi. Đỗ Như Linh đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt cay đắng, hận đến mức muốn biến cô thành tro bụi. Dương Tâm nhún nhún vai, trong khoảng thời gian này cô đã miễn nhiễm với loại ánh mắt như thế này rồi. Cháu gái ngoan, nếu không muốn bị thầy của tôi đuổi khỏi sư môn, sau này gặp mặt nhớ gọi tôi là cô, với thân phận là học trò, điều đầu tiên cần học được đó là tôn trọng người lớn. Đỗ Như Linh nhắm mắt lại, kìm nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng, tuy rằng những lời này sẽ không khiến nàng mất đi nửa miếng thịt, nhưng nó lại khiến nàng muốn nôn mửa. Chỉ cần cô ấy nghĩ rằng người phụ nữ này là cô của mình, cô ấy không thể chờ đợi mà muốn đâm cô ta vài lần. Trên thế giới này, không có chuyện gì đáng ghét hơn thế nữa. Có một sự náo động ở cửa. Trong giây tiếp theo, một bóng người mảnh khảnh bước vào, bị vây quanh bởi một số vệ sĩ áo đen. Giám đốc Lục, chào buổi sáng. Giám đốc Lục, chào buổi sáng. Cả đại sảnh tràn ngập những tiếng chào hỏi. Dương Tâm nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình. Sau lưng anh là ánh nắng ban mai. Từ góc độ của cô nhìn sang, chỉ có thể thấy ngũ quan mơ hồ của anh mà thôi. Khuôn mặt tuấn tú in vào mắt cô, như có quần sáng, như nhìn hoa trong sương vậy, mơ hồ, nhưng lại, tỏa sáng ngay lập tức. Cô Giang, chào buổi sáng. Hả? Dương Tâm phản ứng đột ngột, trong mắt vẫn có một tia bối rối. Cô, vừa mới thất thần, nhìn người đàn ông này đến thất thần. Lục, giám đốc Lục, chào buổi sáng. Lục Gia Bách mím môi cười, khi nào người phụ nữ này lại phạm lỗi sơ đẳng như vậy. Có vẻ như anh phải cảm ơn ông trời đã ban tặng cho anh một gương mặt có thể mê hoặc phụ nữ. Đi thôi, đi thang máy chuyên dụng với tôi, về sau cô không cần phải đợi nữa, trực tiếp đi chung thang máy với tôi luôn. Chương 114, bệnh máu trắng kéo theo thù hận, đây còn hơn cả sự hận thù. Dương Tâm có thể cảm thấy vô số ánh mắt đang hướng về phía cô, một trong số đó đặc biệt nóng bỏng, hận không thể đốt cô thành tro tàn. Cô Đỗ, lần này không phải tôi tát vào mặt cô mà là sếp của cô đã cho cô một cái tát vào mặt. Được rồi, giám đốc Lục tốt bụng, tôi không dám trì hoãn nữa, dù sao thân phận cửa hai đứa đã được phơi bày, không thể để người đàn ông này vô tâm mà nghĩ xấu về người phụ nữ của chính em trai mình được. Cô không sợ anh lại gần, thật ra từ lúc nhận giấy nhận chức, cô đã định sẵn sẽ phải đối phó với anh ta từng phút từng giây một, bây giờ trốn tránh không còn ý nghĩa gì hết. Lục Gia Bách liếc cô một cái, đi về phía cửa thang máy, cô cùng tôi đến văn phòng tổng giám đốc trước đi, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Vâng. Trong văn phòng cấp cao nhất, Lục Gia Bách rót một ly nước trái cây, đưa cho Dương Tâm. Sau khi Dương Tâm nhận lấy nó, cô nói một tiếng cảm ơn, và sau đó bắt đầu nói, tôi biết giám đốc Lục muốn nói gì với tôi, về sự tồn tại của Tùy Ý và Tùy Tâm, tôi xin lỗi vì nó đã gây rắc rối cho nhà họ Lục, nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho nhà họ Lục phải xấu hổ đâu. Thực ra tôi đã cùng với anh ta nói chuyện rất vui vẻ và thực hiện một số giao dịch riêng tư. Bắt đầu từ hôm nay, các con trai và con gái của tôi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lục nữa, về sau con trai cưới vợ con gái lấy chồng cũng không liên quan. Lời nói vừa dứt, cô im lặng vài giây rồi nói, mặc dù tôi và cậu hai nhà họ Lục không có kế hoạch lập gia đình, nhưng xét từ góc độ quan hệ giữa con người với nhau, hai đứa trẻ đúng là người nhà họ Lục của các anh, vì thế, tôi sẽ không đứng trên ranh giới của đạo đức mà làm chuyện hoang đường như vậy. Về sau tôi sẽ không gả vào nhà họ Lục, cũng không gả vào nhà họ Trần, cũng hy vọng anh em các người không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Lục Gia Bách nhướng mày và mỉm cười, ý của người phụ nữ này là muốn nói cô không có bất kỳ quan hệ gì với Trần Tuấn, xem ra cô không có chút tình cảm nào với Trần Tuấn, bằng không sao lại có thể nói những lời không muốn gả vào nhà họ Trần dễ dàng như vậy. Tuy rằng trong lời nói có cảnh cáo hắn đừng động suy nghĩ riêng tư, tuy nhiên, trong lòng anh vẫn rất vui, chỉ cần cô không thích Trần Tuấn và không có ý định để Lục Gia Tân chịu trách nhiệm, thì anh sẽ có lòng tin có thể nắm được trái tim cô. Tôi hiểu ý của cô Giang, đừng lo lắng, trong công ty, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, ra khỏi công ty, tôi hầu như không gặp cô. Nói như vậy, giám đốc Lục, mặt anh có đau không? Dương Tâm từ trên ghế sofa đứng lên, nếu không còn việc gì, tôi đi ra ngoài trước, làm phiền giám đốc Lục gọi người chỉ đường cho tôi đến văn phòng của giám đốc thiết kế. Lục Gia Bách nhướng mày, vươn tay về phía văn phòng đối diện văn phòng giám đốc, nở nụ cười, không cần dẫn đường, văn phòng của cô ở ngay đó, nhìn thoáng qua là được, người đàn ông này có thể không biết xấu hổ hơn không, miệng thì toàn nói lời hay, và hành động thì, cô nhẫn nhịn, kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn anh, nghiến răng nói, vậy thì tôi xin cảm ơn giám đốc Lục đã dày công an bài, không cần cảm ơn cô Giang, mời, xem còn thiếu thứ gì không, gọi điện thoại đến phòng thư ký, bảo họ mua cho cô. Cô nghĩ lại, hình như cô đang ở trên tàu của cướp biển, ngay khi cô bước ra khỏi văn phòng giám đốc, điện thoại di động trong túi sách của cô đổ chuông, cô nhìn lại, và cau mày trong tiềm thức, Lê Vãn, lẽ nào, Vãn Vãn, có chuyện gì vậy, bệnh của bé Tả lại tái phát rồi à? Sau một lúc im lặng, một giọng nữ có chút mệt mỏi từ đầu dây bên kia truyền đến, tớ vừa cho thằng bé chạy thận, lần này không sao, nhưng thằng bé đang cần thay thủy gấp, mà nhà họ Lê đã tìm gần hết các nơi quyên tặng rồi, nhưng vẫn không tìm thấy thủy phù hợp với thằng bé. Dương Tâm đẩy cửa phòng làm việc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cô không quan tâm đến văn phòng sang trọng và rộng rãi này, trực tiếp đi thẳng đến cửa sổ kính trong suốt, ánh mắt rơi vào khung cảnh đường phố thành phố nhộn nhịp bên ngoài, cô thở dài một tiếng, Vãn Vãn, đừng cố chấp nữa, hãy liên lạc với bố ruột của đứa trẻ, tớ biết trong lòng cậu còn đau lắm, nhưng cậu vẫn phải đối mặt, bệnh bạch cầu cũng không hơn gì những căn bệnh khác, cho dù có là bố của thằng bé cũng chưa chắc cứu được nó, hai người có thể sinh một đứa nữa, dùng máu từ cuốn rốn của đứa bé mới sinh, Tâm Tâm, cô gái lạnh lùng giọng nói vang lên cắt ngang lời nói còn đang dang dở của cô, cậu có biết không, thằng bé luôn coi tớ là dì của nó luôn cho rằng nó là con của chị gái tớ và anh rể, nếu như tớ đi tìm bố cho nó, vậy thân phận của nó thật sự không giấu nổi nữa. Trong mắt Dương Tâm hiện lên một tia đau xót, trong độ tuổi thanh xuân đang tốt đẹp chưa lấy chồng mà đã mang thai, để gia đình khỏi xấu hổ, cô chỉ có thể công bố đứa con của mình là do chị cả của cô sinh ra, cô hiểu nỗi đau của cô ấy, nhưng, nếu cậu không nói ai là bố của đứa trẻ, thằng bé phải làm sao đây, có lẽ cậu có thể đến gặp riêng bố của đứa bé và bế thằng bé đi ghép tủy, nếu tủy của anh ta phù hợp, vậy cứ coi như anh ta là người xa lạ quyện tặng tủy cho thằng bé mà thôi. Tâm Tâm, anh ấy có vị hôn thê, nếu tớ đi tìm anh ấy, sẽ hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Dương Tâm lặng đi, cô không biết cha của thằng bé là ai, và cũng chưa đi điều tra lần nào, đấy là nỗi đau sâu sắc nhất mà Lê Vãn chôn chặt trong lòng, cô không có ý định khoét sâu vào nỗi đau của cô ấy. Hơn nữa, tiền sử bệnh của thằng bé hoàn toàn là di truyền từ tớ, dù mới hơn 7 tuổi nhưng nó đã có thể hoàn thành xét nghiệm quan hệ cha con một cách độc lập. Nếu người đàn ông đó hiến tủy, sẽ không giấu được nó. Dương Tâm khẽ thở dài, nếu là phẫu thuật, tớ có thể cố gắng hết mình, nhưng thằng bé bị ung thư máu, phải cấy ghép tủy xương, nếu không, cho dù tay nghề của tớ có cao siêu đến đâu, cũng sẽ không có khả năng giúp đỡ. Tớ biết rồi, Lê Vãn chết lặng nói, tớ chán quá muốn tìm người để trút bầu tâm sự, nhân tiện, tớ nghe thằng Tả nói rằng cậu đã làm xét nghiệm quan hệ bố con với cậu hai nhà họ Lục. Kết quả cho thấy cả hai là bố con, bố của Tùy Ý thật sự là Lục Gia Tân sao? Dương Tâm vươn tay xoa xoa lông mày, nếu mẫu máu mà Tùy Ý gửi cho bé Tả là của Lục Gia Tân, vậy thì chính xác là như vậy. Tớ đã xem xét kết quả xét nghiệm quan hệ bố con đó rồi, không có gì sai sót cả, không hổ danh là thần đồng y học, mới có 7 tuổi mà đã có thể làm ra báo cáo xét nghiệm quan hệ bố con chính xác đến như vậy, ngày sau có thể trở thành trụ cột vững chắc trong lĩnh vực y học. Cậu cũng đừng nóng vội quá, nhất định sẽ có cách thôi, đúng, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, nhân tiện,
tớ sẽ trở lại Hà Thành sau 2 ngày nữa. Ông nội gọi điện cho tớ và nói rằng một người bạn cũ của ông ấy có một khối u ở phía sau đầu, là khối u ác tính. Nó đã trở thành ung thư. Nghe nói rằng tớ đang nghiên cứu về lĩnh vực này, muốn gọi tớ qua đó xem một chút, xem có thể phẫu thuật cho ông cụ không. Dương Tâm cười nhạt, cậu quả nhiên là người đứng đầu trong lĩnh vực này. Trở về tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Thằng Tả thì sao, có muốn dẫn nó cùng nhau trở về không? Không, bố ruột của nó đang ở Hải Thành. Dương Tâm nhíu mày, bố của cậu bé là người Hải Thành sao? Vậy phải cùng Lê Vãn có quan hệ thân quen mới đúng. Nhưng tại sao đối phương không biết cô ấy mang thai và sinh con, cô ấy lại gọi điện thoại cho mình? Chương 115, con mẹ nó, bọn họ là đang yêu đương vụn trộm sao? Bí ẩn bên trong, cuối cùng được che giấu một cách bất đắc dĩ, và tuyệt vọng đến nhường nào. Sau một lúc im lặng, Dương Tâm cố gắng thuyết phục cô, Vãn Vãn, nếu anh ấy đã là người Hải Thành, mà mấy ngày nữa cậu cũng trở về Hải Thành một chuyến, khi nào có thời gian cậu hãy đi gặp anh ấy có quyền được biết sự tồn tại của đứa trẻ, và trách nhiệm của một người bố là phải cứu lấy thằng bé Tả. Lê Vãn khẽ thở dài, ảm đạm nói, xem lại đi, tớ bây giờ rất rối bời, thằng Tả mấy năm nay luôn coi tớ như dì ruột, không biết nó có thể chấp nhận chuyện kinh thiên động địa này không. Năm đó vì bảo vệ danh dự của nhà họ Lê, nên đã để ông nội và bố tớ công bố ra bên ngoài nó là con của chị cả. Tâm Tâm, tớ bây giờ rất hối hận. Dương Tâm không biết nên nói cái gì, cô ấy nên lấy tư cách gì để thuyết phục những điều như vậy đây. Nói bọn họ không sai, nhưng cùng với mẹ ruột của mình sớm chiều bên nhau, nhìn máu mủ của mình coi mình là gì, chuyện này là vô cùng hoang đường. Nói rằng họ đã sai ngay từ đầu, điều đó sẽ chỉ khơi dậy cảm giác tội lỗi ngày càng lớn hơn trong lòng Lê Vãn Ngoan. Thả lỏng đầu óc đi, cậu là trụ cột tinh thần của thằng bé, chỉ cần cậu ngã xuống thế này, thì thằng bé biết phải làm sao. Ừ, mỗi khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, tớ lại nghĩ về những gì cậu đã trải qua. Nếu như là tớ của hiện tại, tớ cho dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bất bình thì cũng không thể bằng được một phần vạn của cậu. Tớ rất vui khi biết cậu và làm bạn với cậu, có được tình bạn này là niềm may mắn lớn nhất trong cuộc đời của tớ. Dương Tâm không khỏi bật cười, có lẽ là mẹ thì càng mạnh mẽ. Trước đây chẳng phải tớ cũng là một cô bé không biết gì về thiên hạ, tớ chỉ có thể để mẹ kế và chị kế bắt nạt, sau này có tùy ý và tùy tâm rồi, tớ cuối cùng cũng hiểu trách nhiệm của mình là gì. Đấy cũng là nguyên nhân khiến tớ có thể vượt qua mọi nỗi đau, buông xuống tất cả những đau thương trên đời, làm cho Dương Tâm của quá khứ trở lên kiên cường hơn. Vãn Vãn, cậu cũng nên thế. Được, tớ nghe lời cậu. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Dương Tâm đứng trước cửa sổ kính trong suốt vài phút rồi mới quay đầu nhìn văn phòng trước mặt. Nó rất lớn và rộng rãi, diện tích ước chừng có thể sánh ngang với phòng làm việc của thư ký với hàng chục người bên cạnh. Phong cách thiết kế đơn giản và tươi mới, không khí trang nhã ở khắp mọi nơi, và các tủ tường xung quanh chứa đầy đồ cổ và tài liệu quý giá. Một chiếc bàn làm việc hình bầu bục khổng lồ đặt ở trung tâm, hướng ra cửa, phía sau là tòa nhà cao tầng chọc thẳng lên trời, quay đầu lại là có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố nhộn nhịp. Cô đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, ngước mắt lên có thể nhìn qua cánh cửa phòng giám đốc ở phía đối diện, và từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài đang xem xét tài liệu trong ngăn bàn qua khung cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ đối diện. Nói cách khác, cô ấy đang ngồi đây, mọi cử động của cô ấy đều nằm dưới tầm mắt của ai đó. À, đây là những gì anh ta nói, quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng cái quan hệ này cũng quá thân mật đi. Dương Tâm xem tài liệu cả buổi sáng, có lẽ cũng hiểu được nhiệm vụ mà mình phụ trách. Văn phòng giám đốc thiết kế, đây quả thực là một vị trí quyền lực, phụ trách hàng nghìn nhà thiết kế thời trang và trang sức ở nhiều bộ phận khác nhau của tập đoàn Lục Thị. Chẳng trách Đỗ Như Linh lại nhìn cô ấy như thể cô ta nhìn thấy kẻ giết người và kẻ thù của mình vậy. Thay vào đó là cô, người đã bị người khác lấy đi đồ vật mà bản thân tâm niệm suốt mấy năm, cô có lẽ cũng phải liều mạng với người kia. Mọi người đều không phải là thánh nữ, và cũng không thể hiểu và thông cảm làm ra những việc mà chỉ có thánh mẫu mới làm được. Cái đạo lý này cô hiểu, chỉ có điều, có thể tồn tại sao? Cô ấy đã cho người phụ nữ kia một cơ hội để cạnh tranh công bằng. Nhưng cô ấy quá ngu ngốc, không muốn dùng những việc làm nghiêm túc để thắng cô ấy bằng năng lực thực sự của mình, mà lại sử dụng những hành vi mờ ám, bị đuổi việc cũng đáng đời bà Lục ngốc, và Lục Thanh Thanh cũng ngốc,
bọn họ sẽ nghe theo lời xúi dục của người khác, nhưng Lục Gia Bách không ngốc, đôi mắt như đại bàng của người đàn ông có thể nhìn thấu mọi thứ, ai có khả năng làm những việc xảo quyệt dưới mí mắt của anh ta, đang nghĩ gì đấy, chăm chú đến như vậy, một giọng nói từ trầm và dày đột nhiên vang lên sau lưng cô bất giác thốt lên, đang nghĩ đến Lục Diêm Vương, nói xong, cô mới nhận ra mình phân tâm, lời nói vừa từ trong miệng thoát ra, căn bản không có suy nghĩ, chết rồi lại gây ra một sự hiểu lầm lớn rồi, đứng đằng sau cô ấy, trông giống như Lục Diêm Vương à, Lục Gia Bách nhướng mày, một đường cong xấu xa hiện lên trên đôi môi mỏng của anh, cha, câu trả lời này làm anh ấy hài lòng, dù biết người phụ nữ này đang phỉ báng và chửi rủa mình, nhưng trong lòng anh vẫn vui vẻ, để cô thường xuyên nói về anh và khắc sâu trong tâm trí, vậy thì chuyện đi được vào trái tim cô có lẽ không còn xa nữa rồi, đang nhìn cái gì đó, hai người đứng lại gần rất thân thiết, Dương Tâm không dám quay đầu lại, vì sợ lại xuất hiện cảnh tượng xấu hổ xảy ra như ở chung cư lần trước, nhìn phong cảnh đường phố, đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng nhất ở Hải Thành để ngắm nhìn thành phố phồn hoa này, quả thực có một loại cảm giác mê hoặc may mắn được đứng ở đây nhìn tất cả mọi người là nhờ sự giúp đỡ của giám đốc Lục đây. Lục Gia Bách nhìn cái gáy trắng nõn và thanh tú của cô, biểu cảm trong mắt dần trở nên u ám, quyến rũ, anh không ngừng tiến lên phía trước hai bước, trong lồng ngực rộng lớn không có thứ gì, anh dán vào lưng cô, xuyên qua lớp quần áo, anh dường như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ cô, Dương Tâm đột nhiên đứng thẳng người, lông mày hơi cau lại, nếu vừa rồi cô không dám động, thì tư thế này cô cũng không dám động, nếu cô ấy hơi ngã người về phía sau một chút, cô ấy sẽ rơi vào vòng tay anh, rơi vào cái ôm của anh, cảm giác thế nào khi ở trong văn phòng này cả buổi sáng, có gì cần thay đổi không? Dương Tâm chậm rãi siết chặt lòng bàn tay đang thả bên người, ôn nhu cười một tiếng, trải nghiệm rất tốt, rộng rãi thoải mái, phiền hà đến giám đốc Lục rồi. Nói xong, cô nhìn xuống đồng hồ và nói thêm, 11:50, sắp đến giờ ăn cơm rồi, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với giám đốc Lục. Tôi sẽ mời giám đốc Lục dùng bữa trưa hôm nay, trước đó, anh có thể đến phòng làm việc lấy điện thoại và áo khoác, hàm ý, tôi đây chỉ là tùy tiện mời anh đi ăn cơm, anh có thể biến đi cho khuất mắt tôi. Giám đốc Lục vẫn luôn mỉm cười, thanh âm mang theo từ tính nhẹ nhàng xuyên vào trong tai Dương Tâm, giây tiếp theo xung quanh anh đều tỏa ra mùi thơm của bạc hà, sắc mặt của Dương Tâm chợt thay đổi, đồ đệ chết tiệt này, vậy mà còn dám dán cả người lên người cô. Khiêu khích nhân viên của mình trong văn phòng, anh ta có cần sĩ diện nữa không đây? Giám đốc Lục đương nhiên không biết xấu hổ, vì đàn ông quá giữ thể diện thì sẽ không thể nào lấy được vợ. Anh cúi người ghé vào tai cô, môi mỏng cố ý hay vô tình lướt qua vành tai tròn trịa của cô, thanh âm từ tính trầm thấp nói, làm sao có thể để giám đốc thiết kế trả tiền, bữa cơm này, để tôi mời cô, xem như đón tiếp cô lần đầu đến đây. Dương Tâm thật sự muốn bạo phát, tuy nhiên, bây giờ cô ấy đã hoàn toàn rơi vào bẫy của người đàn ông này, nếu cô bỏ chạy chỉ có một hậu quả duy nhất, gắn bó với anh ta một cách thân thiết hơn, con mẹ nó bọn họ là đang yêu đương vụng trộm sao.